Hai xin chào các bạn. Hôm nay mình có món đồ chơi cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món đồ chơi mới. Đó là đồ chơi cô hể Smartphone Gamer. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái đặc biệt món thi cái này. Bây giờ mình sẽ bỏ vô bây giờ mình sẽ làm thôi nha. À, món này là món gì? Món mì sợi tôm mặn cua canh. Rồi bây giờ mình không có thể nào mà bỏ vô đây được. Mình không có thể nào bỏ nước vào. Thì mình sẽ đổ đi. Và mình sẽ dùng cái chai nước ngọt này nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cùng làm bài. Đầu tiên mình sẽ bỏ cơm. Cơm đựng trong nước. Đấy. Chúng ta bỏ cơm vào đây. Để nó chân làm cái này. Đó. Làm rõ vô đây rồi. Ô quên, mình chưa rửa sạch. Đã mềm rồi các bạn ơi. Cái này mình mềm rồi. Cơm mềm rồi nè. Mềm thấy chưa? Mềm đấy các bạn. Cái này mình dùng khoảng 13 bột thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mấy cái khác nữa nha. Bớt màu tím thì mình sẽ đổ ngay. À, mình sẽ múc chanh chua. Lao cũng bỏ đi. Và sau đó mình sẽ chơi. Đầu tiên đậu ăn. Mình lấy bớt như lấy cái này. Còn không có dạo. Cái dạo thôi. Cơm mặn không các bạn? Ăn cơm mặn không? Mình làm cho. Mình thiên giới nhất gian này. Mình là cuộc sống thế giới nhất gian này xấu mà mình còn đẹp. Mình biết làm nữa. Bây giờ mình sẽ đổ cái khác nha. Cái mỡ nhỏ hình này để coi nó mù quá rồi. Các bạn thấy không? Cái mỡ nhỏ này. Thế là mình không ăn được đâu nha. Các bạn chỉ ra bộ thôi hết chưa? Nó rồi. Mỡ. Nè. Năng lượng. Yeah. Cái rồi. Cái này nè. Cái này các bạn có thấy chứ? Còn nhiều ở dưới đây đó. Nhiều lắm các bạn, mình không lấy nổi. Rồi, được rồi. Đủ để mình coi kiểm tra. Còn là hết rồi ta. À, đây nè. Một cái bò tay và hết rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ nước. Và cái màu tím là tím chút thôi, các bạn đừng có sợ nha. À, còn quấy giấy. Cái giấy á. Đây nữa nè, bông gòn. Cái mình lấy bằng bông gòn nha các bạn. Còn cái này mình để sẵn. Một trái nêm hà. À, mình đổ cháo không có ngon.
các bạn ở đây, đây là cái đồ lăn. Mình sẽ rửa sạch rồi. Ơ. Rồi bây giờ tiếp tục. Thôi đổ hết ra đi. Giấy thì để từ từ. Giấy thì để từ từ nha các bạn. À, cô ấy. Yeah, một cái. Cái bông gò. Bông gò nữa. Các em mình lấy từ bông gò nha các bạn. Không phải là bột nêm đâu. Dính chút xíu. Mình đi mình ra tay. Đây. Xong. Đây. Dính mất chưa? Mình bỏ ra ngoài cái nửa một bên thế này. Ê. Quay một con móc hút mũi. Bây giờ mình sẽ, đây là con mà nãy mình mới làm sẵn, bây giờ mình làm sẵn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại. Đẹp nha. Rồi mình sẽ đi đỡ này. Biết rồi, mình bỏ vô chỗ cái này sẽ làm nha. Mình sẽ bỏ để lên đây con làm cho mấy bạn con á. Mình để hết mấy được rồi em tập. Cái này là mày tập kia. Để lên đây nha bạn coi nhân dấu như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chèn nước ngọt nha. Đó, mình đỡ ra nữa. Nhưng mà chiều mình lấy đồ chơi này xuống, mình xuống sân được chơi nha. Được rồi đã. Chờ khoảng 10 phút nữa. Chờ cho nó khô. Rồi bây giờ mình sẽ làm